Nhà vô địch SEA Games Phan Thị Hà Thanh đã không thể bảo vệ thành công tấm huy chương đồng tại giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới năm 2015. Phan Thị Hà Thanh đã dừng bước ngay ở vòng loại nên không thể lọt vào chung kết giải đang diễn ra tại Glasgow, Scotland. Do chấn thương đầu gối còn khá nặng nên Hà Thanh đã không hoàn thành tốt cả 4 nội dung thi đấu của bài toàn năng. Trong đó Salah còn bị ngã ở động tác tiếp đất nên chỉ được 10,233 điểm. Ở cầu thăng bằng cô được 11,300 điểm, thể dục tự do 13,00 điểm, nhảy trống 14,400 điểm, tổng cộng được 51,033 điểm, đứng thứ 59. Như vậy, Hà Thanh coi như đã hết cơ hội vì phải đoạt huy chương đơn môn ở giải thế giới mới được trao vé dự Olympic Rio 2016. Tuy Liên đoàn Thể dục Thế giới còn xét đặc cách cho những vận động viên đạt điểm số cao ở nội dung toàn năng. Những vận động viên này sẽ được quyền giữ giải tiền Olympic vào tháng 4 năm sau. Nhưng với số điểm toàn năng không cao, Hà Thanh đã loại mình khỏi cuộc đua đến Olympic sang năm. Và cơ hội đi Rio của Việt Nam chỉ còn phụ thuộc vào các vận động viên nam. Vòng chung kết giải U21 báo thanh niên 2015 tiếp tục diễn ra với trận đấu đáng chú ý ở bảng B khi Hà Nội TNT gặp Sanatech Khánh Hòa. Đây là hai đội bóng được đánh giá cao như nhau và nếu đội bóng nào giành chiến thắng thì đội đó sẽ giành tấm vé đầu tiên vào bán kết. Đội bóng thủ đô nhập cuộc chậm rãi và chắc chắn. Chính vì điều đó khiến hiệp 1 trở nên rất buồn tẻ khi cả hai đội không có nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Phải sang đến hiệp 2, trận đấu mới cởi mở hơn khi Sanatech Khánh Hòa buộc phải nâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Và chính điều này đã mở ra cơ hội phản công cho đội bóng thủ đô. Cầu thủ rất có duyên ghi bàn của Hà Nội TNT ở giải này là tiền đạo Văn Thành đã lần thứ hai tỏa sáng để giúp đội bóng huấn luyện viên Phạm Minh Đức có bàn thắng duy nhất ở phút 60. Trong thời gian còn lại, đội bóng miền Trung dù rất nỗ lực nhưng không thể làm gì hơn trước hàng thủ kín kẽ của Hà Nội TNT. Thua 0-1, Sanatech Khánh Hòa sớm rời giải với hai trận thua liên tiếp. Còn Hà Nội TNT với hai trận thắng trước Bình Định và Sanatech Khánh Hòa là đội đầu tiên ở bảng B vào bán kết. Vòng tuyển chọn cuối cùng mùa giải gôn nghiệp dư thế giới tại Việt Nam do Ngân hàng Tiền Phong tổ chức đã khép lại vào chiều qua tại sân gôn Đầm Vạc, Vĩnh Phúc. Không chỉ xác định được danh sách 5 tay gôn xuất sắc đại diện cho gôn nghiệp dư Việt Nam tham dự vòng chung kết tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm, giải đấu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về công tác tổ chức và mở ra cơ hội cho các tay gôn nghiệp dư đến với sân chơi lớn nhất của thế giới. Sau hai vòng tuyển chọn tại khu vực phía Bắc và phía Nam, 46 tay gôn xuất sắc nhất đã cùng nhau tranh tài để xác định 5 gương mặt đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết giải vô địch gôn nghiệp dư thế giới. Đến với Việt Nam từ năm 2011 và chỉ sau 5 mùa giải, sân chơi này ngày càng cho thấy sự chuyên nghiệp và chất lượng hơn ở công tác tổ chức. Với quy định khá nghiêm ngặt và yêu cầu đặc biệt đối với các tay gôn tham dự giải đấu, các vòng đấu tại Việt Nam đã kết thúc thành công về mặt chuyên môn. Hiệp hội gôn Việt Nam ấy, thì chúng tôi đánh giá rằng là từ cái khâu tổ chức và chất lượng giải, rồi từ gôn thủ, trình độ chuyên môn của các gôn thủ tham gia vòng loại, vòng chung kết về trình độ của tổ chức, thì chúng tôi nghĩ rằng là giải đã đạt được những cái yêu cầu đầu tiên và đặt ra, và cái tính chuyên môn nó rất là cao. Về kết quả chung cuộc, sau vòng tuyển chọn cuối cùng, giải đấu cũng đã xác định ra 5 tay gôn xuất sắc nhất, đại diện cho 5 nhóm vận động viên có điểm chấp từ thấp đến cao bao gồm Đỗ Việt Hùng, Lưu Xuân Lộc, Phan Thanh Hải, Nguyễn Hồng Ngân và Nguyễn Như Nguyện. Mình biết rằng là với trình độ của góp Việt Nam thì chưa phải là có tên trên bản đồ thế giới, nhưng mình hy vọng là mình mang cái phong cách, cái sự đẹp đẽ của góp Việt Nam ra giới thiệu với bạn bè thế giới. Cái đấy là mình mong muốn. Với kết quả này, đội tuyển gôn nghiệp dư Việt Nam hiện đã xác định được thành phần dự vòng chung kết thế giới diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11 tới với sự hỗ trợ toàn bộ về chi phí của Ngân hàng Tiên Phong. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hành tinh thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.